Tập 27. Đồng chí tư lệnh, nếu là công tác kháng Nhật thì cháu sẽ phục tùng mệnh lệnh. Nhưng rõ ràng đây không phải. Ai nói là không phải? Tới gặp mẹ của cháu cũng là công tác kháng Nhật, có biết không? Đó đâu phải là công tác kháng Nhật đâu. Là cháu có quyền quyết hay là bác có quyền quyết? Tư lệnh à, kêu bằng bác đi. Dạ, thưa bác. Thay quần áo đi, lập tức xuất phát. Đi nhanh đi. Dạ. Không có quan niệm đúng sai, không có lập trường giai cấp, lẩm bẩm gì vậy? Bác cười cái gì? Bây giờ nhìn cháu rất giống mẹ của cháu ngày xưa, cực kỳ giống. Cháu đâu có giống bà ấy. Cháu nói không giống là không giống sao? Cháu không chỉ nhìn giống mẹ cháu mà tính cách cũng y chang, lại còn cứng đầu hơn nữa. Dương Hà, phục tùng mệnh lệnh, nghe lời chỉ quy. Chút nữa gặp mẹ của cháu thì vui vẻ lên đó. Đừng có dở cái tính trẻ con ra. Nhớ gọi mẹ. Nghe rõ chưa? Cháu không nên đi thì hơn. Bác à, cháu có thể đi, nhưng cháu tuyệt đối sẽ không gọi bà ấy là mẹ. Mẹ của cháu ở Diên An. Muốn gọi thì gọi, không muốn gọi cũng phải gọi. Đây là lệnh. Lần này chúng ta không chỉ đi thăm người thân mà còn có công việc nữa. Có biết cái gì là thống nhất chiến tuyến không? Cháu biết. Đoàn kết tất cả những lực lượng có thể đoàn kết, đồng lòng kháng Nhật. Phải. Cho nên lần này đi gặp mẹ của cháu là chúng ta đi hoàn thành công tác thống nhất chiến tuyến. Đi. Bà cô của tôi, đi đâu vậy? Làm tôi tìm nãy giờ. Có chuyện gì? Bác cả tới rồi. Ai? Sao anh không nói sớm? Không phải tôi mới tìm thấy cô sao? Lấy rượu qua đi, đừng có ngây ra đó. Được rồi. Mạnh tay thiệt đó, gãy tay luôn vậy. Ca. Ca. Daniel, em nghe nói bộ đội của đảng Cộng sản đã tới núi Hắc Hổ, nên em biết chắc anh sẽ quay về mà. Sao rồi, anh có ổn không? Ổn lắm. Bạch đại ca đâu? Sao chỉ có mình anh thôi? Anh Bạch không tới. Nè Danny, lần này anh còn đón một người về nữa. Là ai vậy? Dương Hà, Dương Hà, mau ra đi. Còn ở đó làm gì? Qua đi. Cô gái này là ai vậy? Dương Hà, mau nói đi. Nói đi chứ. Bác đã nói với cháu rồi mà. Mau gọi đi. Bác. Ca. Đây là xà qua của em sao? Tôi không phải là xà qua. Tôi là Dân Hà. Các Dân Hà. Cái tên này là khi con bé tới Diên An học thì đổi. Danny, nó là xạo qua. Nó lớn thật rồi. Dân Hà, Dân Hà, gọi mẹ đi. Mẹ.
Sao em cứ đứng đây khóc hoài vậy chứ? Nào, ca ca, sao qua? Vào nhà đi, để em nấu cơm cho hai người. Anh đi tìm Lão Tam bàn chút chuyện. Cháu cũng đi. Cháu đi làm gì? Ở đây với mẹ của cháu đi. Nghe lời nhanh lên. Đi thôi, chúng ta vào nhà. Cứ mặc kệ bác ấy. Ca ca, chút nữa nhớ về ăn cơm nha. Ca đi đi, nhớ nghe lời đó. Các đại ca, mời uống trà. Hai người nói chuyện đi nha. Em kêu đầu gỗ đi mua ít đồ ăn. Thật truyền trại của em gái của anh ấy. Chúng ta chuẩn bị làm gì? Em đi lấy ít thịt muối với trứng, rồi đem qua cho vợ của lão bác đi. Dạ. Các đại ca, chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau. Hình như không phải đâu. Mấy hôm trước không phải chúng ta từng chào hỏi nhau sao? Chỉ là không gặp mặt thôi. Vậy sao? Sao tôi lại không biết chuyện này vậy? Vì tiên sinh, các tiên sinh, tôi biết là anh định nói gì. Chuyện ở núi Hắc Hổ chúng tôi cũng có nghe nói, nhưng thực sự không phải là Thạch Truyền Trại chúng tôi, mà là Tây Liên Trì dụng binh khéo léo, quyết nhanh đánh nhanh, điểm đột phá ở Giả Kỳ Lĩnh. Đó là nơi lực lượng mỏng nhất trong vòng dây của quân Nhật. Anh cảm thấy Phan Lão Đại có thể làm ra chuyện này sao? Phan Lão Đại cũng từng đi lính mà. Phải, Phan Lão Đại từng đi lính. Theo chúng tôi biết, ông ta là một sĩ quan hậu cần chưa từng ra chiến trường, phải không? Dư tiên sinh, Thạch Truyền Trại các anh đã dốc sức vì chiến tranh kháng Nhật, tại sao lại không thừa nhận? Anh sợ Bắc Lộ quân không nhận ân tình của anh sao? Hay là sợ người Nhật? Về nhà rồi, con còn đứng đó làm gì? Nào nào ngồi đi, mau ngồi đi, để mẹ nhìn con kỹ một chút. Con mau ăn đi, đây đều là những món con thích ăn. Bánh hồng nè, làm tượng hồng ở trên cây nhà chúng ta đó. Vậy con có khát không? Để mẹ đi lấy ít đường trắng, pha nước đường cho con uống. Con cứ ngồi đi, mẹ đi rồi về ngay. Cô à, cô đừng làm nữa. Cô, con kêu mẹ là cô. Bắc Lộ quân chúng cháu có kỷ luật, không được tùy tiện ăn đồ của người khác. Mẹ đâu phải là người khác. Mẹ là mẹ của con mà. Xào Qua, con... Tên của cháu không phải Xào Qua. Cháu tên là Cát Dân Hà. Cô có thể gọi cháu là Dân Hà, cũng có thể gọi cháu là đồng chí. Dân Hà, đồng chí. Ý nghĩa của đồng chí là biết rồi. Bạch đại ca đã từng nói với mẹ, Đảng Cộng sản đều gọi đối phương là đồng chí. Cô cũng là đảng viên Đảng Cộng sản sao? Mẹ không phải. Mẹ không xứng. Mẹ chỉ là một người nhà quê, làm sao có thể so sánh với Bạch đại ca, với bác của con. Con ngồi đi, để mẹ gỡ quả ốc chó cho con ăn nha. Nè, mẹ lột sẵn rồi đó. Mẹ để ở đây nha, con muốn ăn cứ tự lấy ăn.
Phải Trường, mẹ có nghe bác của con nói, khi con học ở Chiên An, con học rất giỏi, môn nào con cũng đứng đầu hết. Mẹ rất vui đó. Là do người của Đảng giáo dục tốt thôi, cũng nhờ mẹ của cháu chăm sóc tốt. Mẹ của con là mẹ ở Chiên An. Mấy năm nay cháu luôn ở cùng với mẹ. Bà ấy là một đảng viên cộng sản ưu tú, rất quan tâm cháu, chăm sóc cháu rất nhiều, không lời nào có thể diễn tả hết. Xà Qua, à không, Chân Hà, tên của con nghe hay lắm, đúng là đảng cộng sản rất giỏi. Mẹ cũng muốn chăm sóc tốt cho con, nhưng bác của con nhất định muốn mang con đi. Nói là đi theo mẹ chỉ học được cái xấu. Cô à, lần này chúng cháu tới không phải để thăm người thân đâu. Chúng cháu có công việc quan trọng muốn bàn bạc. Phải, bà tiên sinh có nói, đảng cộng sản của các con làm chuyện đại sự. Con coi, mẹ có thể giúp gì cho con thì con cứ nói, đừng ngại nha. Dư lão tam, chắc là cô biết phải không? Sao quá, sao mẹ lại không biết? Ông ấy là đau khách cũng được, là thổ phỉ cũng được, chuyện này không quan trọng. Chính sách của đảng chúng tôi chính là đoàn kết tất cả những lực lượng có thể đoàn kết, cùng nhau kháng Nhật, đưa quân xâm lược Nhật Bản ra khỏi Trung Quốc. Cha không có, cho con đi. Con ngồi đây trước đi nha. Cha cho con đi, cha không có thật mà. Nhưng mà con muốn thì cha cũng có đâu. Con muốn. Cha, con muốn. Này mẹ Tảo Sinh, cô còn đứng đó làm gì? Mau đi bảo con của cô đi, nó cứ quậy hoài nè. Cho con đi. Hết rồi mà. Tảo Sinh, đừng có quậy nữa. Nó lớn như vậy rồi anh còn không dỗ được sao? Chuyện này tại tôi sao? Được rồi, nó nhỏ thôi. Con gái tôi đang ở trong đó. Này Tảo Sinh, con ngoan đi. Để cha ra phố mua cho con ít kẹo nha. Đi thôi, con gái tôi đang ở trong nhà đó. Anh đi đi, cha đưa con đi mua kẹo nha. Đi mua kẹo Trung Quốc. Cô làm sao vậy? Sao lại khóc rồi? Không sao. Cha mau đi thôi, đi thôi. Cô từ từ nói chuyện với con gái đi nha. Đi thôi cha, đừng kích động đó. Rồi rồi, đi 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 đi. Sao con lại cứ đứng như vậy? Thằng bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Đó là Tảo Sinh. Được rồi, cháu đi trước. Nè, con còn chưa ăn cơm mà. Cháu đã nói rồi, bác lộ quân sẽ không tùy tiện ăn đồ của nhân dân. Bác của cháu đâu? Để mẹ đưa con đi tìm. Đi thôi. Nè vợ lão bác, sao cô lại tới đây? Đây là Long Ca kêu tôi mang tới. Nhà cô có khách mà, chúng ta phải làm mấy món cho ngon chứ. Cô đem về đi. Họ không ăn ở chỗ chúng ta đâu. Sao vậy? Ca ca của cô lâu lắm mới quay về mà. Cô gái này là con bé, là đồng chí Chân Hà. Đồng chí Chân Hà chào cô. Ca ca của tôi đâu? Đang ở bên nhà tôi. Chỗ khó xử của anh tôi rất hiểu. Chúng tôi cũng không hề muốn cưỡng ép bắt anh phải thay đổi suy nghĩ trong một đêm. Bất cứ chuyện gì cũng phải có một quá trình thay đổi khốc liệt. Các tiên sinh, anh không cần nói nữa đâu.
chúng tôi sẽ không hợp tác, cũng sẽ không hợp tác với quốc dân đảng, càng không hợp tác với người Nhật. Có người từng nói Thạch Tuyền Trại là một vương triều nhỏ độc lập, câu này có hơi châm chọc, nhưng mà tôi lại cảm thấy nó đúng. Thạch Tuyền Trại chính là Thạch Tuyền Trại, không lo chuyện trên trời cũng không lo chuyện dưới đất, chỉ quản tốt chuyện trong trại thôi, tự lo cho gia đình, tự lo cho người bên cạnh. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như người Nhật dám bước vào cửa Thạch Tuyền Trại, vậy thì chắc chắn chúng cũng sẽ không có kết cục tốt. Ý của anh chính là chỉ cần người Nhật không bước vào Thạch Tuyền Trại, thì cho dù chúng hoành hành bá đạo tạo nghiệp khắp nơi trên đất nước Trung Quốc này, thì cũng không liên quan tới Thạch Tuyền Trại. Anh sẽ khoanh tay đứng nhìn phải không? Đại khái là vậy đó. Cô gái đó rốt cuộc là ai? Không lẽ là... Đi thôi. Xin hỏi Dư tiên sinh, anh có phải là người Trung Quốc không? Tôi là người Thạch Tuyền. Thạch Tuyền thì không thuộc về Trung Quốc sao? Trung Quốc rộng lớn, tôi không quản được. Tôi chỉ muốn lo tốt cho Thạch Tuyền Trại thôi. Nếu như mỗi thôn mỗi trại đều giống như Thạch Tuyền Trại, không cho phép người Nhật xông vào, thì Trung Quốc có phải vẫn là Trung Quốc không? Những gì anh nói có lý của anh, nhưng vấn đề là vấn đề của ai thì người đó đi mà giải quyết. Quốc dân đảng có mấy trăm ngàn quân, không phải vẫn đang tháo chạy sao? Cho dù quân Nhật tiến vào lãnh thổ, đó là vấn đề của Dư lão tam này sao? Dư tiên sinh, anh cũng từng là một quân nhân, tính cách của quân nhân và lòng tự tôn dân tộc, lẽ nào trong lòng của anh những thứ đó không tồn tại sao? Tôi đã quên rằng tôi từng là một quân nhân. Vậy chắc ông không quên, ông vẫn là người Trung Quốc chứ? Cô gái này là... Xin mời ông trả lời câu hỏi của tôi. Tôi trước giờ không trả lời những câu hỏi không cần thiết. Cho tới đây làm gì mà về đi. Ông là Dư lão tam phải không? Xin hỏi tên họ của cô đây là... Tôi tên gì không quan trọng. Ông chỉ cần biết tôi là một chiến sĩ kháng Nhật là được. Kêu cháu đợi ở nhà của cháu, tại sao cháu lại tới đây? Ông trả lời tôi đi. Ông có phải là người Trung Quốc không? Lệ Nhi, cô bé đó không phải là xào qua chứ? Cô không trả lời coi như là thừa nhận nha. Nhưng cô làm sao vậy? Cô bị câm sao? Hay nhìn thấy con gái vui quá không nói nên lời? Cô coi đó, sao cô lại bất cẩn như vậy chứ? Cô làm sao vậy? Đại Ni, cô làm sao vậy? Cô hoàn toàn có thể coi tôi là một con chó. Nhưng mà cô hãy nhớ cho kỹ, tôi là con chó canh cửa của Thạch Tuyền Trại. Tôi thấy ông không chỉ đơn giản là một con chó canh cửa đâu. Tôi thấy ông muốn làm con chó của người Nhật. Các dân hà bắt đừng nói nữa, mà bỏ súng xuống. Bọn họ làm sao vậy? Có phải là cãi nhau được không? Một thổ phỉ đau khách như ông ta, bác không cần phải nói gì hết, bác kêu cháu cất súng. Khi mà tôi cầm súng, cô chưa biết là đang ở đâu đâu. Vậy thì nổ súng đi, bắn chết tôi đi. Xin Hà, con bé lại xà quá. Nó là xà quá.
Sao quá? Dì Lão Tam, ông nghe cho kỹ đi. Nếu một ngày nào đó ông để cho tôi biết ông làm chó săn của người Nhật, thì chúng ta sẽ tính nợ một thể. Sao quá? Dư tiên sinh, thực sự xin lỗi anh. Chuyện này là do tôi hết. Nhiều năm như vậy, tôi vẫn không thể cởi bỏ nút thắt trong lòng của con bé. Tôi cũng rất hối hận. Có điều xin hai người hãy tin rằng, Dân Hà, nó là một đứa bé ngoan. Xà Qua, tôi không phải tên Xà Qua, tôi là Dân Hà. Khi cháu 4 tuổi tới Thạch Tuyền Trại, cháu tên là Xà Qua, đổi tên thành Dân Hà từ khi nào? Cô là ai? Cháu không nhận ra ta nữa sao? Khi cháu tới Thạch Tuyền Trại thì vẫn chưa nhớ được mọi chuyện. Cô là Minh Nguyệt, là tam bá mẫu của cháu. Khi còn nhỏ, cháu rất ham chơi. Có mấy thứ như hộp thuốc lá, búp bê giải hay là kẹo, cháu đều không thích, cháu chỉ thích súng thôi. Điều này thì rất giống cô khi còn nhỏ. Cô thích súng, phải đó. Nhưng cô không thích sớm như cháu. Khi cô 5 tuổi, nó bắt đầu dùng súng. Cháu quên rồi sao? Ta còn đưa cháu đi ra ngoài bắn súng. Vậy bác bắn súng chắc chắn rất chuẩn phải không? Đương nhiên rồi, cha ta có rất nhiều bảo vệ, ai bắn súng cũng giỏi. Nhưng bọn họ không dám tỉ thí với ta đâu. Vậy chúng ta tỉ thí đi, tỉ thí. Súng của cháu, ta có. Súng của bác đẹp thiệt đó. Nè, Sao Qua, không bắn ở đây được, sẽ làm tổn thương người khác. Cháu không phải là Sao Qua, cháu là Dân Hà. Cháu thấy vậy có được không? Ta đưa cháu tới một nơi để so tài bắn súng. Nếu như mà ta thua, ta sẽ nghe cháu. Còn nếu như cháu thua, thì phải nghe ta. Thi thì thi. Nói thêm một chuyện nữa nha. Cháu rất là xinh xắn, nhưng mà có thể đừng xị mặt ra như vậy được không? Làm gì vậy? Làm gì? Cách chính luôn, em hỏi anh. Con gái của em đâu? Con bé này chạy nhanh thiệt đó. Em hỏi anh, Xà Qua của em đâu? Xà Qua năm đó, con bé mà rời khỏi em là không chịu ăn cơm, không chịu ngủ, nó đâu rồi? Đại Nhi, mười mấy năm trước, anh sợ Xà Qua ở Chư Gia học phải thói xấu, cướp nó ra khỏi tay của em. Anh nói là sẽ đưa nó về căn cứ địa cách mạng, để cho nó đi học, cho nó có văn hóa, để cho nó trở nên ưu tú. Kết quả thì sao? Bây giờ sao rồi? Đây chính là đứa con ngoan mà anh đem về cho em sao? Đại Nhi, em nghe anh nói. Em không muốn nghe. Em có một đứa con trai ở Quốc Dân Đảng, bây giờ không thèm nhận em nữa. Lại có một đứa con gái ở Đảng Cộng sản cũng không nhận em. Các đại nhi em rốt cuộc đã làm nên chuyện thương thiên hại lý gì mà ông trời lại đối xử với em như vậy chứ? Đại nhi em bình tĩnh nghe nói đã. Anh thực sự cũng rất buồn. Anh xin lỗi em.
anh đừng có xin lỗi em. Em muốn con gái của em, em muốn xào qua của em. Đại Nhi à, em có thể trách anh nhẫn tâm vì bao nhiêu năm nay đã không cho em gặp con của em, là anh có lỗi với em. Nhưng anh có thể nói với em một cách không hề ấy nấy, bao nhiêu năm qua con bé luôn ở bên cạnh anh, anh chưa từng để nó chịu bất cứ thiệt thòi gì. Anh nhìn nó trưởng thành mà. Xào qua là một đứa trẻ rất ngoan, ở trường con bé là học sinh giỏi, trong đội ngũ của bọn anh thì nó cũng là một chiến sĩ vô cùng xuất sắc. Đại Nhi, vậy còn con gái của em thì sao? Nó xuất sắc rồi thì có thể không nhận người mẹ này nữa sao? Em trông ngóng nó mười mấy năm trời, em chờ đợi nó mười mấy năm, cuối cùng cũng đợi được nó trở về. Nhưng mà kết quả thì sao chứ? Nó không chịu gọi một tiếng mẹ. Anh có biết nó gọi em là gì không? Nó gọi em là cô ơi. Anh nói đi, sao em lại trở thành cô của nó rồi? Thôi thì nó giết chết em luôn đi. Cho bắn đi. Hay cô bắn trước đi. Có lực giống. Cô giỏi thiệt đó. Cháu nhận thua rồi. Cô có biết không, dáng vẻ khi nãy của cô khi bắn súng rất giống với mẹ của cháu. Mẹ của cháu? Mẹ cháu còn không biết chốt bảo hiểm của súng mà. Là ai nói? Mẹ cháu là đội trưởng đội du kích, bắn súng rất chuẩn. Cháu có bao nhiêu người mẹ? Chỉ có một thôi. Bà ấy ở Diên An. Xào qua, cô đừng gọi cháu là xào qua. Cháu quên khi nãy chúng ta đã nói gì rồi sao? Vậy được rồi, chỉ có một mình cô mới được gọi như vậy thôi đó. Xào qua, có ai đã nói với cháu các Đại Ni là mẹ của cháu chưa? Có. Bác cũng đã nói với cháu, chú Bạch cũng nói với cháu. Vậy thì tại sao cháu? Cháu không thích bà ấy, nhưng cô ấy rất thương cháu. Cháu không biết bà ấy thương cháu kiểu gì, nhưng cháu biết bà ấy có lỗi với bác hai của cháu. Bà ấy cứ phải gả vào nhà của kẻ thù. Những câu này cháu nghe được từ đâu? Là chú Tiểu Lưu nói. Chú ấy là bảo vệ của bác cả. Khi đưa cháu tới Diên An, chú ấy đã bị thương, sau đó thì ở lại Diên An. Chúng cháu là bạn tốt. Vậy chúng ta có phải là bạn tốt không? Chúng ta có thể tính là bạn sao? Không thể coi là bạn tốt. Tại sao? Bởi vì cháu không thích phụ nữ có chồng là đau khách. Chú Tiểu Lưu nói đau khách là thổ phỉ, chuyên cướp đồ của người khác để sống qua ngày. Được thôi, vậy chúng ta đổi chủ đề đi. Khi nãy cháu tại sao lại cãi nhau với Long Ca? Long Ca? Long Ca là ai? Chính là người khi nãy nói chuyện với bác của cháu đó. Dư Lão Tam sao? Không được vô lễ. Ông ấy là tam bá bá của cháu. Ông ấy không phải.
Tam bá bá, Tam bá mẫu, không lẽ cô là vợ của Chư Lão Tam? Nếu vậy chúng ta không còn là bạn nữa. Cô đứng lại đó. Nếu như để cô gặp được cái chú tiểu lưu nào đó mà cháu nói là bạn tốt, cô chắc chắn sẽ giết hắn. Cô dựa vào đâu? Bởi vì hắn đã dùng thành kiến của bản thân làm hư một đứa trẻ. Sao anh lại tới đây? Hồi nãy tôi làm vậy với con bé, cô không trách tôi chứ? Tôi trách anh cái gì? Anh cũng đâu biết con bé là ai đâu. Mà con bé này cũng thiệt là, sao lại nói chuyện với anh như vậy, đối xử với anh như vậy? Trong lòng của tôi, trong lòng của tôi không chỉ khó chịu, cô con, dáng vẻ của con bé khi nãy chỉ súng vào tôi, có giống khi cô còn trẻ không? Thực ra thì chỉ cần là con bé sống tốt thì đó không phải là điều mà chúng ta muốn sao? Đừng tự làm khó bản thân mình nữa. Cho dù là nó sống tốt thì cũng không thể không nhận chúng ta. Chuyện có nhận hay không thì bây giờ cho chúng ta quyết, đúng không? Cô nói xem. Con bé không nhận tôi cũng không sao, nhưng sao nó có thể không nhận người cha là anh? Cô hãy nghe tôi nói đi, đừng có làm khó con bé. Ý của anh là sao? Là anh không muốn nhận nó? Sao tôi lại không muốn nhận nó chứ? Tôi chỉ có một đứa con gái thôi mà. Cô coi đó. Chuyện này tới đâu thì tính tới đó. Đại Nhi, tôi đừng làm khổ mình nữa được không? Nhất định đừng tự làm khổ bản thân nữa. Tôi sợ làm khổ anh thôi. Không sao. Nếu là số lẻ thì chúng ta tới nhà Tam bá bá ăn cơm, còn nếu là số chẵn thì chúng ta tới nhà Ngũ bá bá ăn cơm. Con thổi đi. Được rồi. Số lẻ, số lẻ, là số lẻ. Xem ra hôm nay chúng ta phải tới chỗ của Tam bá bá. Sao giờ cô mới về? Mẹ, cô ăn cơm chưa? Cho dù tôi không đói thì thằng bé cũng đói. Hai người tới nhà người khác ăn cơm đi. Hôm nay tôi không có tâm trạng. Là cô nói đó nha. Đây, tảo sinh đi thôi. Cha đưa con đi ăn cơm. Khoan đã, anh ăn cái gì tôi không quan tâm, nhưng mà tảo sinh không được đi. Chỉ cần còn tôi thì tôi sẽ không để cho nó rời xa tôi nữa. Đừng có giận nữa, con bé nó vẫn còn nhỏ. Nó có nhận cô hay không, không phải vẫn là con gái của cô sao? Cô có một đứa con trai dễ thương như vậy, lại còn có một đứa con gái bây giờ làm bác lộ quân. Bất luận ra sao, vẫn tốt hơn tôi và chị Liên Qua nhiều. Chị Liên Qua, sao tôi có thể quên chuyện này được chứ? Đi thôi. Nè, cô đi đâu đó?
Chị Liên Hoa, con gái của chúng ta Xà Hoa đã về rồi. Cao lắm và cũng rất xinh xắn. Tôi đã nói sau này con bé là con gái của chị. Chuyện này tôi không quên. Nhưng mà con bé này khinh thường những người phụ nữ như chúng ta. Ngay cả tôi nó cũng không chịu gọi bằng mẹ. Nó cứ mở miệng ra gọi tôi là cô ơi. Chị nói coi phải làm sao đi. Chị à, chị yên tâm đi. Cho dù ra sao, tôi cũng sẽ bắt nó gọi chị là mẹ, thắp hương cho chị, cấu đầu trước chị. Con bé có thể không nhận tôi, nhưng không thể không nhận chị. Cả đời này Xà Hoa chính là con gái của chị. Quá trình của sự việc chính là như vậy. Anh Cát, không phải tôi trách anh đâu. Nhưng sao anh có thể để con bé chĩa súng vào cha của nó như vậy, còn nói những lời như vậy với mẹ của nó? Là tại tôi sao? Không tại anh thì tại ai? Tôi nói điều này có thể anh không thích nghe, nhưng mấy năm nay anh toàn trồng vào đầu con bé những tư tưởng thù hận thôi. Chú Bạch à, cháu tham gia vào trung đội Hoàng Hà là để kháng Nhật, là vì công việc. Cháu không phải tham gia để thăm người thân, càng không phải. Đồng chí Cát Dân Hà, chú Bạch, chú làm gì vậy? Nếu như cháu có thời gian tới Thạch Tuyền trại lần nữa, thì hãy mang món quà vừa nãy của tôi tặng cho đồng chí Cát đại niên. Đây là sự cảm ơn của tôi với cô ấy, cũng là tờ kiểm điểm mà tôi viết cho cô ấy. Tôi từng dưỡng thương ở nhà Cát đại niên, ở Thạch Tuyền trại. Cũng có thể nói cái mạng này của tôi là do đồng chí Cát đại niên và bà con của Thạch Tuyền trại cứu. Bọn họ đã bảo vệ tôi trong lúc then chốt và quan trọng nhất. Vậy mà tôi lại phụ đi sự tin tưởng và kỳ vọng của họ. Chú Bạch à, cháu đừng nói gì hết, hãy nghe tôi nói hết đã. Bắt lộ quân của Đảng Cộng sản không chỉ lo kháng Nhật, bồi dưỡng dũng cảm, mà chúng ta cũng phải có tình cảm, có tình người. Mười mấy năm trước, chúng tôi gần như cướp đi con gái của Cát đại ni từ tay của cô ấy, đưa tới căn cứ địa, đưa tới Diên An. Tuy là hơi vô tình, nhưng mong muốn của chúng tôi là muốn nuôi dạy tốt con gái của cô ấy. Nhưng thực tế, trong lúc đào tạo ra một chiến sĩ ưu tú, thì chúng tôi cũng dạy dỗ ra một người vô tình vô nghĩa. Cháu, đây không phải là trách nhiệm của cháu, là do các Chính Luân và Bạch Lượng Kiệt tôi thất trách, đặc biệt là tôi. Cho nên tôi muốn nói xin lỗi cô ấy. Chúng ta ngồi xuống rồi nói. Đồng chí Cát đại ni từng vì chúng tôi mà bị kẻ địch bắt vào nhà giam. Tội mà chúng gán cho cô ấy là đảng viên cộng sản. Khi đó, ngay cả Đảng Cộng sản là tổ chức gì cô ấy còn không biết. Nhưng mà bây giờ, nói một cách chính xác thì hôm nay, khi cô ấy đầy nhiệt huyết, hy vọng có thể nhìn thấy con gái mà Đảng Cộng sản đã nuôi giúp cô ấy, đào tạo giúp cô ấy, thì chúng tôi lại khiến cô ấy thất vọng rồi. Chúng tôi khiến cô ấy đau lòng. Không chỉ thất vọng về một mình cháu, mà thất vọng với Đảng Cộng sản. Đồng chí Cát Dân Hà, cháu còn trẻ, có thể nói vẫn còn là một cô bé. Cháu có thể dở cái tính trẻ con của cháu ra, có thể không nhận Cát đại ni là mẹ. Nhưng mà cháu phải hiểu rõ một chuyện,
Mỗi một câu mà cháu nói đối với cô ấy không chỉ đại diện cho một mình cháu, mà là đại diện cho Đảng Cộng sản, đại diện cho Bác Lộ Quân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.